Con mời gì? Trời bữa nay mát quá ha. Hồi nhỏ thằng Tiên giỏi lắm. Mới 4 tuổi mới biết đánh vần viết chữ rồi. Nó học được chế khen cháu ngoan Bác Hồ. Nó là học sinh tiêu biểu, lúc nào cũng được tuyên dương hết á. Ê, Dạ. cho mượn cái điện thoại đấy, cho mượn đi, chút trả nghe, mượn trả lại liền à. Hứa đó, làm như tôi khùng vậy. Nè, không lẽ anh ta không biết hiện tại mẹ mình đang sống như thế nào sao? Chắc là có gì đó khó nói nên mới như vậy. Nhưng nói cho cùng á, anh ta cũng không nên đối xử với mẹ mình như vậy chứ. Alo, con hả? Ti hả? Mẹ nè, con đang làm gì á? Mẹ khỏe. Con trai của mẹ ngoan quá, con nhớ mẹ lắm hả? Mẹ cũng nhớ con nữa. Trả Gì? Ăn nữa đi gì? Con cảm ơn gì? nè. Bộ đừng như vậy nữa được không? Mì cứ như vậy hoài, mì sẽ đổ bệnh đó. Cô chủ không ăn gì mà khóc hoài vậy sao được? Sao mà cậu chủ lại làm như vậy chứ? Cô uống sữa nha, để tôi đi chợ mua cái gì về nấu cháo cho cô ăn. Hay là để mình mua bánh cuốn cho My ăn nha. Bánh cuốn nóng với nước mắm ớt chua ngọt, ngon lắm đó. Rốt cuộc là cô chủ với cậu chủ nhà tôi có chuyện gì không cô? Cả tuần nay tôi không thấy cậu chủ tôi về. Mà cô chủ tôi á thì khóc hoài à. Mẹ à, con đi nghe mẹ. Ủa, có chuyện quan trọng gì à? Mẹ hỏi làm gì? Mẹ thấy con cả buổi trưa không ngủ trưa, rồi cái lục đục ủi tới ủi lui mấy bộ đồ hoài à. Mẹ thấy hình như con có bạn gái rồi phải không? Con chỉ đi ra ngoài thôi, ăn mặc cho đàng hoàng một chút. Mẹ cứ tưởng tượng không à. Mẹ thấy con khác lắm á nghe. Mẹ phải làm thám tử mới đúng, toàn quan sát với lại suy diễn tùm lum mà. Nhân. Dạ. Sao con không chịu mặc cái áo mẹ ủi? Nè, mẹ hỏi làm gì? Tại mẹ thấy con khó hiểu quá à. Con chán mẹ quá à.
Con đi nghe mẹ. Cái thằng này không biết hẹn hò gì nữa, công chuyện làm ăn quan trọng như thế nào nữa, cả buổi trưa cứ lục đục hoài à. Có cái ly nước cam pha sẵn mà cũng không chịu uống nữa. Hà My à, nè, thấy sao? Thấy cái đầm của mình có đẹp không giờ? Có đẹp lắm không? Hả? Mình định làm gì vậy? Mình nghĩ kỹ rồi. Mình đã gây ra vết thương cho anh Nguyên, mình sẽ là người chữa lành vết thương đó. Mình nhất định làm cho anh tha thứ cho mình. Cái gì? Bằng cách này hả? Đúng rồi, mình tin là mình làm được mà. Mình sẽ làm vết thương đó chặn. Trước giờ anh Nguyên anh yêu mình lắm. Mình tin là anh sẽ hết giận mình thôi à. Mình sẽ đi kiếm anh ấy, bộ coi giùm mình đi, màu hồng hay là màu đỏ đẹp hơn vậy? Mình sẽ đi kiếm anh ấy. Chào cậu. Chào dì Năm. Ngọc có nhà không dì Năm? À không, cô Ngọc không có nhà, cổ đi ra ngoài từ sớm rồi. Mà sao cậu không gọi điện thoại cho cổ? Bữa giờ Ngọc tránh mặt con. Bộ cổ giận cậu hả? Cô Ngọc á, ít khi giận ai mà dai lắm. Thôi cậu đừng lo, vài bữa là hết thôi mà. Thôi chiều cậu quay lại nghe. À dì Năm à, con có hẹn với dì của Ngọc, con tới đây để khám bệnh. Hả? Bà chủ bị bệnh hả? Dạ đúng vậy. Khổ thân, bệnh trong người là khổ lắm đó cậu. Mà tôi nói thiệt với cậu nghe, không có gì mà quý bằng sức khỏe hết trơn á. Có sức khỏe thì mình ăn rau ăn cháo gì cũng qua ngày được mà. Sức khỏe là quý hơn vàng đó cậu. Dạ. Thấy không cậu? Ủa mà cậu, bà chủ bị bệnh gì vậy cậu? Dạ bị bao tử. Dạ cô vô nghe gì nữa. Khoan, cậu chờ chút đi, để tôi vô tôi báo bà chủ cái đã. Chứ không thôi bà chủ la tôi chết. Dì Năm à, không sao đâu, con có hẹn với bà chủ rồi. Không sao đâu. Thôi cậu ráng đứng chờ giùm tôi một chút đi, thông cảm nghe. Để tôi vô nói một tiếng, cậu chờ đi. Mời cậu vô đi, cậu thông cảm nha. Mấy bữa giờ bà hay la tùm lum mà. Dạ, dạ không sao vô đâu. Đi. Dạ, dạ mời cậu vô. Dạ mời cậu ngồi. Dạ. Dạ bà chủ. Dạ ngồi đi. Dạ. Nhân đến đúng hẹn, tôi rất vui. Nhân uống cái gì? Để tôi nói dì Năm làm. Chanh tươi hay là nước đậu rán rang nha? Dạ dì cũng được. Dì Năm ơi, lấy cho tôi ly nước đậu rán nha. Dạ dạ. Phương Anh á, bị đau thượng vị như vậy, uống nước đậu rán có được không? Đậu gián có tác dụng rất tốt cho tim mạch và cả dạ dày nữa. Vậy hả? Vậy thì hay quá. Dạ mời bà chủ với cậu uống nước. Dạ để con. Cảm ơn dì. Dạ. Dạ mời bà. Được rồi tôi cảm ơn. Dì đi chợ đi. Dạ tôi biết rồi. Phương Anh còn đau nữa không? Phải công nhận á, là thuốc Nhân cho rất là hay. Hai bữa nay á,
không còn đau nữa. Lát nữa Nhân khám lại cho Phương Anh nha. Mấy hôm nay cảm giác rất là dễ chịu. Gặp thầy, gặp thuốc cho nên bệnh thối lui rồi. Phương Anh rất là mừng gặp được bác sĩ giỏi như Nhân. Phương Anh rất là phục. Bữa trước á, Phương Anh nói chuyện với Nhân, Phương Anh rất là thích. Phương Anh rất là thích những anh chàng thông minh giống như là Nhân vậy. Chứ nói chuyện với mấy người đàn ông khù khờ chán lắm. Nhân cũng bình thường thôi. Nhưng mà Phương Anh thấy Nhân rất là thông minh. Cũng bình thường thôi. Hồi lúc còn đi học đó, nói Nhân nghe nhưng đừng có cười nha. Phương Anh thầm yêu anh chàng lớp trưởng, chỉ vì anh ta học giỏi thôi. Mà thật ra đã là trai thì phải trai tài, đã là gái thì phải là gái sắc, đúng không Nhân? Thật ra lúc còn học trung học, sau này lên học đại học, nhưng đều làm lớp trưởng cả. Trời ơi, trùng hợp quá vậy. Thấy chưa, Phương Anh nói đâu có sai đâu. Từ Nhân toát lên một cái gì đó rất là thông thái. Nếu như Phương Anh và Nhân học chung một lớp thì chắc chắn Phương Anh sẽ yêu thầm Nhân đó. Xin lỗi, tại vì ngưỡng mộ Nhân quá cho nên nói bậy. Không sao, giỡn chút thôi ha. Mà nè, Phương Anh nhờ Nhân khám lại cho Phương Anh nha. Vậy thì mình lên lầu ha. Sao nhìn thấy Nhân có vẻ không vui vậy? Có phải là Phương Anh bị bệnh nặng hơn không? Không. Không sao. Làm Phương Anh lo quá. Có thiệt không đó? Thiệt mà. Nhân nè, Phương Anh xin lỗi Nhân nha. Tại sao? Bữa trước á, bắt Nhân phải khám cho Phương Anh. Tại vì lúc đó Phương Anh đau quá nên làm phiền Nhân. Không sao, tôi là bác sĩ mà, cho nên chuyện đó không thành vấn đề đâu. Nhân có cảm thấy mình bị làm phiền không? Không, sao Phương Anh lại nói như vậy? Cái lúc mà Nhân về đó, Phương Anh lo lắm. Chỉ sợ là Nhân đánh giá Phương Anh phụ nữ gì mà không có ý tứ gì hết. Đừng bận tâm chuyện đó. Nhân à, Phương Anh thấy không phải ai cũng tốt như Nhân đâu. Mà Phương Anh thấy là Nhân tốt thiệt đó, đúng không? Nè, Nhân có biết Phương Anh rất mến Nhân không? Nhân rất đặc biệt. Cảm ơn.
Nè, Nhân à, giờ tới tay khám cho Phương Anh nha. Chị mà bỏ lưới thì khó mà sống đó nha cưng. Trời ơi, trời là trời, trong nhà ngột ngạt khó chịu quá đây. Vậy hoài chắc tôi khùng tôi điên quá. Bực bội gì đâu. À, nãy giờ mới được thoải mái chút xíu à. Anh Hoàng, anh Hoàng, cái gì ngủ đây? Anh chở em buông, đi chơi đi. Đi chơi cái gì? Buông đây, cô buông ra tôi nói chuyện với cô coi cái gì mà xình hẻo vậy? Không, anh chở em đi chơi. Tôi khổ quá, cô nghe tôi nói nè, mệt quá, tôi đâu có rảnh đâu mà chở cô đi chơi. Mấy bữa trước á, cô qua nhà tôi nấu chè, nấu cháo gì đó bắt tôi ăn muốn chết luôn à. Rồi bữa nay nè, sáng giờ quần quật làm cái gì? Nấu bún bò, nấu bún măng, xong rồi bún bò Huế, bún mắm, bún măng nín. Bắt tôi ăn, ăn muốn khùng, ăn muốn khùng, nín cái gì? Nín. Em nấu cho ai ăn? Cho anh với má ăn chứ ai? Ăn thì người ta nấu nhiều món rồi lên, đâu thích bún đâu, nín. Bún khùng. Mà má cũng muốn em qua đây nấu ăn cho anh với má chứ bộ. Thì đó, cô đừng có lằng nhằng nữa. Cô có thích má thì đó, bây giờ cô lên chơi với má đi, cô thả cho tôi đi, hãy để không, cho tôi yên đi. Không. Anh. Cái gì vậy ta? Anh á, anh làm gì khó chịu với em quá vậy? Bộ, nhìn cái bản mặt của em, đáng ghét lắm hả? Cái mặt của cô. Hả? Cái mặt của cô không phải là ghét, thực sự là ghét luôn á. Anh, tôi không có thích, cô nhìn lại đi, không có thích những người con gái mà bấm dây như đĩa như cô, phải biết sĩ diện chút xíu chứ. Nhưng em mà em thích anh, em muốn anh chở em đi chơi được không? Trời ơi, em muốn anh chở em đi chơi hả? Trời ơi, cô buông ra đi. Nam nữ thọ thọ bất tương thân, không sành hẻo vậy, người ta vô người ta đánh giá nhân phẩm đợi trái tôi sao? Với lại cô nữa, về nhà đi, tối rồi, khuya rồi, bám dưới tôi hoài à. Nhìn tôi vậy, biết hả, tôi không dám ở nhà luôn. Nhà này không phải nhà ở, nhà tôi điên á. Chắc tôi điên quá, ở nhà điên quá. Trời ơi, anh nói gì kỳ vậy? Đi dậy đi, đi dậy đi. Anh Quang, anh nhớ đó. Dạ, em chào chị. Chị muốn mua loại nào ạ? Cửa hàng chúng tôi mới nhập về rất nhiều loại hàng mới, chị cứ thử đi ạ. Hàng cao cấp hả? Dạ. Lấy cho tôi mỗi thứ một hộp, cái nào mắc nhất thì lấy. Sao còn đứng đó, tôi nói không nghe được hả? Dạ dạ, vậy chị đợi em tí. Dạ, đây là sản phẩm của chị, còn đây là hóa đơn ạ. Chúng ta nói chuyện một chút xíu được không? Nói chuyện? Phải, cô biết tôi là ai không? Tôi là vợ sắp cưới của anh Hoàng. Cô ngạc nhiên lắm chứ gì? Anh Hoàng chưa nói với cô sao? Gia đình của ảnh với gia đình của tôi đã sắp xếp xong mọi thứ rồi, vài ngày nữa chúng tôi sẽ làm đám cưới. Còn cô, tốt nhất nên biết thân biết phận mà tránh xa ảnh ra đi nha. Ảnh quen với cô chỉ vì qua đường thôi. Tại sao tôi phải tin cô chứ? Anh Hoàng chưa bao giờ nói với tôi về cô cả. Tại sao anh phải nói với cô? Ảnh chơi với cô chỉ vì qua đường thôi. Tôi mới là vợ chính thức của ảnh nè, đâu cần phải phiền phức như vậy.
Nè, cô chỉ là một đứa bán mỹ phẩm quèn mà lại thích leo cao như vậy, muốn cưới cậu hai chủ tiệm vàng, đúng là không biết quê mà. Nè nè, tôi nhắc lại á, lần đầu cũng như lần cuối, tốt nhất cô nên tránh xa nãy ra đi nha. Ở đây chúng tôi không bán hàng cho loại người trơ trẽn như cô. Cô, chúng tôi sẽ trả lại tiền cho cô và lấy lại mỹ phẩm. Xin mời cô ra khỏi đây. Chị dám ăn nói với khách hàng gì hả? Tôi sẽ không nói chuyện với hai người nhân viên quen như mấy người. Tôi muốn gặp chủ. Chủ đâu? Ra đây gặp tôi. Xin lỗi, ở đây tôi là quản lý cũng là chủ. Tiền của cô đây, mời cô về cho. Hai người, được lắm. Nè em, cô ta là ai vậy? Tại sao trên này lại có loại người trẻ trẻ như vậy? Em cũng không biết nữa. Dạ, ừ, tôi dạ. Chọn kiểu này. Vậy kiểu này nha anh chị. Dạ. Ừ. Tuần sau anh chị ghé lấy ừ. nha. Thôi mình về anh hả? Ừ, về. Ê, ê, khoan, cậu hai đi đâu vậy cậu hai? Trời ơi, đi ra ngoài mua đồ chút xíu. Trời ơi, cậu mua cái gì cậu nói tôi mua giùm cho. Bây giờ ông là chủ hay tôi là chủ? Ai cho ông cái quyền quản lý tôi vậy hả? Đây là chuyện mua đồ của tôi, không có dính dáng gì tao. Ông xíu làm cái gì? Ông điều chuyển qua đi. Nhưng mà bà chủ có dặn tôi phải canh chừng cậu. Canh dặn cái gì, sợ tôi đi lạc hả? Tôi lớn rồi, chuyện của ông là quản lý cái tiệm này. Bất đồ ông chịu trách nhiệm nổi không? Ông lo quản lý tôi nữa hả? Nhưng đây là lời của bà chủ dặn, nếu không làm tốt á bà chủ đuổi tôi làm sao? Trời ơi, ông trả treo tôi vậy luôn á hả? Ông thích bị đuổi lắm phải không? Tôi đuổi ông liền bây giờ nè. Trời ơi, tôi chính thức đuổi việc ông liền. Cậu không thèm biến khuất bắt tôi. Chửi dữ vậy. Đừng cản, tôi đuổi ra đường liền bây giờ. Cản không? Mệt mỏi quá. Cái đó hả? Không được hả em? Anh thấy cái nào được? Ừ, em lựa, em lựa đi. Anh, cái này được không anh? Đẹp á, màu đỏ nữa. Ờ, cái này nó hở chỗ này nè, nhìn kỳ lắm, nó hở nguyên chỗ này nè. Nguyên chỗ này nó hở, thôi kỳ lắm. Thôi không hợp, không hợp, không hợp đâu. Lựa cái khác đi. Anh, cái này đẹp nè, nhất định là được đó. Đâu đâu anh coi. Hả? Đẹp hả? Cái áo gì như cái mụn vậy? Lứa lứa không à. Có mặc cũng như không mặc gì đó. Mặc vô có nhiêu là thấy hết luôn. Thôi không được đâu. Không lọt vô mắt má anh đâu. Lấy cái khác đi, anh lựa cho. Vậy anh lựa đi, cái nào anh á cũng nó không chịu hết á. À đây nè. Wow, cái này hộp gu má anh nè. Má thích cái này lắm. Em mặc về là ổn. Kim sao học lụ nhiều vậy nè. Mặc vô thế nào cũng lọt vô mắt má anh. Lỡ không lọt rồi sao? Phải lọt thôi chứ. Lọt vô tim anh là được rồi. Anh sẽ ép lọt cho mắt má anh. Để anh tìm cái khác cho. Không lọt rồi. À cái này được nè. Đó. Cái này má anh thích lắm nè. Má anh mặc hoài luôn á. Em mặc về thế nào cũng giống như là hai chị em vậy đó. Thấy cái này ổn không? Cũng được. Miễn sao anh thấy đẹp là được rồi. Vậy lấy cái này với cái này luôn ha. Mình về mình mặc hai bộ. Vậy bộ em tới nhà má anh xong rồi em lén lén em vô toilet em thay bộ khác. Ví dụ lọt mình thay bộ khác. Không lọt thì để em nhét. Thay bộ này ha. Nè,
Nhắc mới nhớ, xém tí đi lựa đồ quên luôn á. Gì? Hôm qua có một cô gái đến tìm em đó. Cô ta đến tận cửa hàng mỹ phẩm, mua rất là nhiều thứ mắc tiền. Mà anh biết cổ nói gì với em không? Nói gì? Cổ nói cổ là vợ sắp cưới của anh đó. Hai bên gia đình đã sắp xếp xong xuôi hết trơn rồi. Chuyện này là sao hả? Nhiều khi ai anh đâu có biết đâu. Nhưng mà nếu mà đúng là cô ta đến gặp em luôn hả? Chứ gì nữa? Cô ta nói tập bậy tập bạ không à? Không có chuyện đó đâu, làm gì có chuyện sắp cưới đó. Em hỏi anh nè, thật ra cô ta là ai? Cô ta nói chuyện với em, cái giọng điệu rất là chắc chắn. Thì Jenny. Biết tên cô ta luôn hả? Đó thì em hỏi cô ta là ai, cô ta là Jenny. Nhưng mà thôi em đừng có tin theo lời của cô ta. Cô ta là bám dai như đĩa gì đó. Bám dai như đĩa vậy đi. Nhưng mà anh không có thích cô ta. Cô ta phiền phức lắm. Anh không có muốn cưới cô ta làm vợ. Em yên tâm đi. Anh hứa với em, anh thề với em là không có để cô ta làm việc tới lần thứ hai với em. Thiệt. Đi, trả tính tiền em. Thiệt không? Đi em. Em yên tâm đi, anh hứa mà nhé. Dạ, dạ chào sếp. Anh làm trung độc cập gì? Dạ báo cáo sếp, em ở dưới kho lạnh, nhiệt độ lạnh quá, tuột xuống âm 90 độ. Anh bị khùng hả? Dạ không, lạnh quá em lộn, tuột xuống âm 30 độ. Dạ thưa sếp, làm người em tê hết cả người. Báo cáo sếp, lô hàng trước lạnh. Mình nói rồi, có chuyện gì ra giải quyết với anh Phùng đi. Dạ anh Phùng nói chỉ có sếp mới quyết định được cái chuyện này. Ra kêu anh Phùng giải quyết đi. Ha, sếp ơi. Đi ra. Dạ thưa sếp, sau này xong công tác ở kho lạnh, sếp làm ơn liều em lên kho lông. Nói nhiều quá. Dạ không, kho nóng, ở kho lạnh lâu ngày chắc em gần teo hết cái con tim. Nghĩ có mấy ngày mà tụi này nó khùng hết rồi. Cô để hồ sơ đó, đi ra. Dạ, đây là hợp đồng mà anh phải đọc trước khi đi công tác. Khách hàng họ đồng ý rồi, không cần sửa đổi gì hết. Bữa nay cũng tới ngày gửi hợp đồng rồi, anh ký giùm em luôn đi. Tôi nói rồi, cô cứ để đó đi, chút nữa tôi ký. Hình như anh không được khỏe thì phải. Cô có phải là nhân viên y tế không, hả? Dạ không. Không phải thì đi ra. Mát không gì? Mát. Công nhận nha, mày hơn tao ở chỗ đó đó. Ý mày là sao? Thì tao thấy tao không được như mày chứ sao. Nói thiệt nha, nhiều khi tao thấy mày can đảm thiệt đó. Nhất là những lúc mày dọn vệ sinh cho dì á, tao muốn nín thở luôn vậy đó. Nhất là cái bữa mà dì ăn rồi ói tại chỗ. Tao chỉ nghĩ thương cho dì thôi, nên làm được gì thì tao cứ làm.
Alo. Tôi đang bận, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Cái gì nữa, tôi đã nói là tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Vậy nha, đừng có gọi nữa nha. Gì vậy? Mệt ghê. Con nè. Đừng có nói gọi nữa nha. Nè, đừng có gọi nữa. Tôi bực mình lắm rồi nha. Anh biến đi. Ừ, có chừng. Rớt đó. Rớt là bể liền á. Cảm ơn dì. Dì trao giỏi thiệt đó. Đúng là trên đời này có nhiều chuyện khó hiểu thiệt á. Sao vậy? Là nghĩ tới chuyện của dì Châu hả? Mà tao thấy á, mỗi người một hoàn cảnh, mình là người ngoài cuộc, sao hiểu hết được? Cũng phải. Mà bữa giờ á, chuyện của mày với anh Hoàng sao rồi? Mày về ra mắt gia đình nhà người ta chưa? Chưa, mà cũng sắp rồi. À, quên nữa, có chuyện này chưa nói cho mày biết nè. Chuyện gì? Mày ngồi đi, tao nói cho mày nghe. Hôm bữa tao đang bán hàng, con nhỏ kia tự nhiên tới gây sự à. Gây sự hả? Ừ, không nói gì thôi. Nói hả? Cơn điên tao nổi lên nè. Hôm đó nó vô tiệm, lựa toàn đồ mắc tiền không à. Trả tiền xong á, tự nhiên nó nói nó muốn nói chuyện riêng với tao. Nó nói hả? Nó là vợ sắp cưới của anh Hoàng đó. Cái gì? Hai bên gia đình sắp xếp hết rồi. Nó còn nói hả? Tao nghèo nàn mà mơ mộng cậu hai chủ tiệm vàng. Không hiểu sao lúc đó tao lại để cho nó ăn hiếp tao nữa. Mà cũng may có chị Thu ra mặt, lấy lại hết mỹ phẩm nó mua, trả tiền cho nó rồi đuổi nó đi luôn. Có chuyện này nữa hả? Mặn nhỏ đó đâu ra vậy? Giọng điệu gì mà ngang ngược khó ưa. Rồi mày nói ông Hoàng nghe chưa? Mày biết tính tao mà, tao phải hỏi anh Hoàng cho ra lẽ chứ. Anh Hoàng ảnh nghe tao nói xong thì nổi giận. Ảnh nói sẽ không để yên cho nó đâu. Ghê chưa? Chưa gì mà bảo vệ thấy ớn. Vậy còn mày, bữa giờ có liên lạc với anh Nhân không? Tao nghe dì Năm nói là ổng kiếm tao hoài à. Tao mở máy lên thì cả đống cuộc gọi nhỏ của ổng. Ổng còn nhắn tin nghe tội lắm. À. Ông Phùng, từ nay tôi cấm tất cả các nhân viên nữ vô phòng làm việc của tôi. Ông nghe rõ chưa? Là sao? Tôi cấm tất cả các nhân viên nữ, tôi cấm hết. Kể cả khách hàng nữ tôi cũng cấm luôn. Sao được cho nổi? Phụ nữ toàn là những kẻ xấu xa, dối trá. Càng xinh đẹp thì càng đáng sợ. Già trẻ lớn bé ai cũng như nhau hết. Trời đất, anh Nguyên nói chuyện gì kỳ cục vậy? Nhỏ thôi. Anh Nguyên mà thấy bốn đứa đứng ở đây là đuổi hết bốn đứa đó. Đúng rồi đó bà. Nè, uống đi. Tôi biết là ông đang sốc, nhưng chuyện riêng của ông á không được để liên quan tới công việc. Tôi cấm tụi phụ nữ lắm, ông biết không? Tôi hiểu, nhưng ông á ráng bình tâm lại đi. Từ nay tôi sẽ loại dần phụ nữ ra khỏi công ty Tuấn Thành. Hả? Trời ơi, đừng có la. Bà làm gì mà bà la lớn vậy? Nguyên à, nếu vì chuyện Hạ Mi tôi cấm ông, từ nay không được nhắc cô ta trước mặt tôi nữa. Xin lỗi, tôi chỉ muốn nói là mà thôi đi.
Tôi ra lệnh cho ông, từ nay cấm tất cả các nhân viên nữ vô phòng của tôi. Ông nghe rõ chưa? Ra ra kìa. Chạy đi. Chửi. Tự nhiên la tôi à? Quế Hương nè, tự nhiên la lên chi vậy? Đạn phúc hấp dẫn à? Trời ơi, nhức cái đầu quá trời quá đất. Cái gì không hết nổi rồi. Gì vậy? Mấy người làm gì đó? Chuyện gì vậy? Làm gì không lo làm việc? Tụm năm tụm ba không lo làm việc là sao? Không lo tập trung làm việc, tụm năm tụm ba tám hả? Ủa mà có chuyện gì vậy? Trời, vui dễ sợ. Giờ tập trung nè, tôi có một chuyện này kinh hoàng muốn kể cho mọi người cùng nghe. Rồi tôi biết rồi, cái vụ mà thẩm mỹ viện quan sát xuống sao phải không? Tôi quyết liệt phản đối cái chuyện này và chia buồn cho gia đình nạn nhân. Gì vậy? Ác gì mà ác dữ vậy? Người ta thẩm mỹ viện chết rồi thảy xuống sông. Con cá nhỏ ăn theo cá nhỏ, con cá lớn ăn theo cá lớn. Con cá nó ăn vô thì ảnh hưởng đến cái ngành thủy sản của tụi mình. Mà thủy sản của tụi mình bán con cá đó ra cho nhân dân ăn, chẳng khác nào nhân dân mình là ăn thịt người, đúng không? Ê này nè, cái ông này vô duyên dễ sợ luôn á. Kinh khủng hơn đó nha. Kinh khủng lắm anh. Kinh khủng lắm luôn. Nè bây giờ 1, 2, 3, 4, 5 nè, 5 tới tụi tôi á, bồng ông quăng xuống dưới lầu. Đúng không? Vô duyên á. Nói chuyện tào lao không mà, đang nói chuyện vô duyên vậy. Thôi mà nghe tôi nói nè, tôi đang muốn nói về chuyện của anh Nguyên á. Anh mà Nguyên chuyện gì nói luôn. Chuyện gì vậy? Theo tôi biết là vợ anh Nguyên đi ngoại tình. Trời, ghê chưa? Chuyện này đúng là kinh khủng nè. Hèn chi hả, ông nói hả, ông căm thù phụ nữ hả, phụ nữ là xấu xa, là dối trá, càng ngày hả càng khó tin phụ nữ. Hèn chi thì ra là vậy. Mọi người, tôi thấy sếp Nguyên bị vợ cắm sừng như vậy á, có thể là bà này bả cặp với một ông đại gia nào đó ở nước ngoài, xong rồi ông này thương bả, cung phụng cho bả tất cả luôn. Khoan, cái chỗ này có sự mâu thuẫn. Nếu như đã quen đại gia mà còn đẹp trai nữa, tại sao bà kiếm người khác mà không kiếm tôi? Điên à, tào lao. Du ơi, yên lặng đi. Thì nghe tôi nói tiếp nè. Mà bởi vậy á, bà mới về nhà, bà kiếm chuyện với ông Nguyên, bà phá phách đồ đạc, bà đập nhà, đập cửa để cho ông Nguyên phải ra ngoài đường ở. Nè, mà mọi người thấy có thể có chuyện đó không? Trời ơi, cái gì vậy? Quá ngon mất dí à. Sao bộc lộ quá vậy? Bà tào lao quá. Nè, bà suốt ngày cứ son phấn phấn áo quần, rồi nào là đọc chuyện trên internet nè, rồi bây giờ nó tầm bậy tầm bạ. Tôi nghĩ không có gì đâu. Tôi nghĩ là tại vợ sếp Nguyên đẹp quá cho nên là ghen tuông này nọ vậy thôi, chứ không có đến nỗi gì đâu. Đúng không? Ê, không ấy, tôi chỉ cách bà giúp ông Nguyên trả thù đi. Bà cũng mến ông Nguyên lắm đúng không? Ê, cách nào vậy? Không ấy bây giờ bà cặp với anh Nguyên đi, để cho vợ anh Nguyên ghen. Trời ơi, bà làm cái gì vậy? Tôi phản đối, tôi bất bình. Trời ơi, bà suy nghĩ gì tào lao vậy? Bậy. Tôi thấy Mỹ hình như nói đúng đó. Không có người này thì có người khác, đúng không? Xưa kia người đẹp nhất trần, hôm nay Bạch Tuyết muốn phần đẹp hơn. Ủa, sao bây giờ tôi xấu dữ vậy? Vô duyên à. Bà nói bà là Bạch Tuyết hả? Tôi thấy bà giống Bạch Tuộc á. Vô duyên là Bạch Tuộc. Mấy bà vô duyên quá à. Đâu phải mình Hạ Mi đẹp đâu. À đúng rồi, tôi cũng đẹp chứ bộ. Dạ, em chào sếp. Hả? Sếp nghe hết rồi hả sếp? Có gì? Trời ơi, cái ông này mở quá. Một, hai, ba, bốn. Bài tập đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người. Chào cả lớp. Để em giúp chị.
Buổi tập đầu tiên cho nên là chị ráng dạ. À nè cô giáo, sao mấy bữa nay không thấy cô Hạ My tới lớp vậy? À, cô Hạ My bận chút việc gia đình. Khi nào cô My cổ quay lại vậy cô? Cái đó thì tôi không rõ lắm. Ủa, cô là bạn thân của cô Hạ My, sao cô không biết? Mấy hôm nay tôi và các giáo viên khác dẫn lên lớp dạy thay cho Hạ My mà. Có gì không chị? À không, không có gì. Tại tôi lâu ngày không có gặp, tôi nhớ cô Hạ My, tôi hỏi thăm vậy đó mà. Vậy hả? Tôi đi trước. Dạ, chào cô. Dạ. Chào chị Phấn Hồng. Tôi là Hồng Phấn. Hồng Phấn, tên chị cũng dễ thương quá ha. Thôi đừng có giận em nữa mà. Tánh em hay chọc ghẹo nói bậy vậy thôi, chứ em cũng mến chị lắm. Lần nào em đi tập em cũng vô phòng tập mẫm thấy chị á, là em